cho bà miếng miếng thịt này nhá. Đấy. Bán rượu với thuốc lá này không được bán cho Quân nhá. Nếu mà bác thấy Quân mua thì bác bảo cháu nhá. Thuốc bạc sóc sóc thành. Bác có biết chữ không? Biết đâu. Thôi sao bác tính nhanh thế? Thế trẻ con thanh niên bây giờ thanh niên bây giờ không bằng bác này được. Bác này không biết chữ nhưng mà tính toán nhanh lắm. Không cần dùng máy tính luôn nhỉ. Bàn thờ này để được nhiều đồ không? Sợ nó sập xuống rồi. Không biết được. Là chuối này để đây bao giờ nó chín thì ăn. Thưa cô bác, là anh em cháu đang đi vào nhà Quân thì gặp bà ngoại của Quân đang bán quả chuối hay sao ấy. Nào khá phò. Ồ. Khâu hôn này nè. Hôn này bỏ mắt Quân gì. Quân ôi chay ra. Bà ngoại bán chuối à Quân? Cháu Quyền xin chào tất cả các bác nhá. Bây giờ thì xem là chuối này có mua ủng hộ cho bà được không? Mà chuối này non quá nhỉ. Chưa chín nhỉ? Đi về chín ăn ngon lắm chuối này. Bà bà ngoại chắc thằng chín phải làm Quân của bé là đấy bé để làm bé chồng khổ không à đấy họ có bốn mươi căn à mấy chú làm nó mà gặp thấy coi làm khổ mà lên khổ bé lúc ngọc yêu cả hai chín chín thế nào. Bà ngoại bảo là gần đến Tết thì Quân có ở nhà hay không các bác? Nếu mà ở nhà thì bà ngoại lấy cái gì sang nhỉ? Gà. Lấy gà sang mổ cho Quân ăn á? Làm bữa cơm cho các anh ăn. Nhưng mà bà ngoại bảo thương Quân phết đấy nhỉ? Đấy các bác ạ, bà ngoại Quân bảo là đến gần Tết thì nếu mà ở nhà thì bà ngoại lấy con gà đi mổ cho anh em cháu ăn đấy. Là có mỗi cháu Quân thôi. Thế cái này bà bán bao nhiêu ấy? Lan ấu á? Ừ. Lan ấu ấy bỏ trên ấu. Ui, ấu trước đây chưa? Bà bảo là không lấy tiền đâu. Bà bảo cháu lấy không lấy tiền ấy. Tôi mua ủng hộ cho bà nhỉ, Quân nhỉ? Mang về để nhà cho nó mấy nữa nó khắc chín nhỉ? Bên nấu ăn được. Nấu kiểu gì? À đợi tí, còn đấy mua được ít thịt các bác ạ. Em mua được ít thịt là lấy thịt cho bà một tí. À, Quân đi mượn cho anh con dao. Nhà anh Lợi. Để anh cắt ít thịt cho bà. Vừa nãy mua được ít thịt. Hả? Mua được ít thịt chia cho bà ngoại một miếng nhỉ Quân nhỉ? Đấy mua cho Quân rồi các bác ạ, thịt này. Bây giờ chia cho bà ngoại một miếng. Đây em cắt cho bà ngoại đi. Nhà em có nhiều lắm. À, thế thì để nhà em để một miếng bé thôi. Nhà em trong nhà còn nhiều thịt. Đấy, thịt này mua hết 300.000 đấy. Bà ngoại thì cũng tự ở riêng đúng không? Bà ngoại cũng một mình tự ở riêng các bác ạ. Nhà bà cũng vất vả. Đây. Cho bà miếng thịt này nhá. Đấy. Đấy cái này tí cấp là xe của mình để mang về nhà Quân nấu ăn. Đấy, đi bán chuối. Khai hồ bên lán nguyên tạo nữa. Nhìn xì đây lo lắm. Chai lo, phong lộ. Đấy bà bảo à. Đi bán chuối còn được thịt về ăn nữa, sướng quá. Đấy, đây. Lấy tiền cho bà ngoại đi. Tiền này. Không có tiền này. Ấu mi ấy, ấu yếu mi. Đấy, em đưa cho bà ngoại xem bà lấy bao nhiêu thịt đấy. Chiên. Đấy, cho bà. Bấu ạ.
ở lại cái nữ là mong ạ. Vô chế ở làn ơi. Làn ơi chế ở. Phải không nghe. Đây là lô làn á. Nào nó mà nè. Mùm chứ nó còn lạ. Phải à. Làn cứ nữ chứng chắc thằng chính về làng quân. Cũng cảm quan làng quân ở là ổ. Để phô ổ phải lùng nó eo. Bán cái đây bán cái đây. Tha ta làn thì nó. Đó làn là. Ô bé ơi, lán là khá chín cái đấy. Mới phải chín rõ. Bây giờ thì mua ủng hộ cho bà ngoại rồi. Anh em cháu là đi về đấy các bác. Đi sang nhà Quân. Thưa các bác, là ngày hôm nay thì cháu có mua phần quà của cô Vũ Thị Nga lên trên này cho em Quân ấy. Mua gạo này, mua hàng tạp hóa thì bác cô Vũ Thị Nga bảo ra đây ủng hộ cho bác chủ quán này. Nên là tí nữa sẽ ra đây mua. Đấy. Máy phát cỏ thì hôm trước bị hỏng ấy các bác, nên là cho bác này sửa cho. Bác ơi, bác ơi, sửa hộ cháu cái máy này với. Bác ngủ rồi à? Bác chủ ơi, bác về sửa hộ cháu đi. Khách đến nhà đây một đống đi. Thùng xăm à anh? Đấy. Bác thấy may mắn chưa, cháu về đến đây phát có khách luôn. Bác sửa hộ cháu nhá. Ui cháu không biết làm đâu, bác làm đi. Thay vô gì nè. Quân này. Đấy. Tháo buji ra. Ui cái đây to hơn em ạ. Thế nếu mà thay buji nó mà không nổ thì làm nào bác? Thay buji nó không nổ thì làm nào? Buji không nổ chế thôi. À. Nó chỉ hai phần đấy thôi. Được đấy, to quá. Ôi không vừa đâu. Rồi để đây cho bác tự sửa nhá. Lúc nào sửa được thì về lấy. Đi mua ít đồ nữa thôi. Để bác tự sửa. Sửa hết bao tiền thì mai cháu về trả nhá. Đấy, và đây mua ít đồ nữa là về thôi. Gạo thì mua lên 50 cân rồi. Đi khám à. Khám bác tí à? À, khám sức khỏe. Khám sức khỏe thì sao? Vâng. Bây giờ mua cái gì nhỉ Quân này? Mua tôm này. Tôm hoa à? Mua dầu rửa bát. Mua dầu gội. Đấy. Mua ít nước ngọt để vào tủ. Theo bác Vũ Thị Nga ấy, cô bảo là mua ít nước ngọt này. Mua ít bánh kẹo. Bạn chả đánh răng à? Đấy, mặc dù là bây giờ Quân không ở nhà nhưng mà thỉnh thoảng về nhà thì sẽ phải có đồ ở nhà để dùng ấy các bác, nên là sẽ mua cho em ấy một ít. Đấy, lấy cái gì nữa em? Mấy bánh kẹo. Bánh kẹo lấy cái gì lấy? Đấy, để bàn thờ ấy. Đấy phải bánh. Cho nó bán đâu. Lấy ít bánh kẹo với lấy nước, lấy dầu gội đi. Miêu bản tí thôi nào chè. Đây thì ngao chậu càng. Đấy. Lấy cả nước ngọt. Bác ơi, ở đây bác không được bán thuốc lá cho trẻ con nhé. Bán cái loại này này. Bán rượu với thuốc lá này không được bán cho Quân nhé. Nếu mà bác thấy Quân mua thì bác bảo cháu nhé.
Nhưng mà bác mà bảo cháu thì bác lại không bán được cháu hàng. Cháu lại mua cho nó một giây đi. Cho nó hút thoải mái. Bao giờ nó lớn bằng cháu thì cho nó hút. Nó hút một giây cho nó thoải mái luôn. Nói thật đấy, lần sau trẻ con về bác không được bán thuốc lá cho nhé. Khá mặt này, ông khá mặt đó. Nhà nó có phát mông vẫn lao nhà chứ. Lấy hai đôi đi em. Hai đôi găng tay. Lấy bật lửa một cái nữa. Bật lửa đi đốt rác xung quanh nhà ấy. Đấy, lấy một lốc nước ngọt nữa, coca đi. Nhờ. Coca nó có gai nhiều quá. À, thế lấy nước gì thì lấy. Đúng rồi, lấy một giây đi. Lấy hẳn một giây uống để tủ ấy. Đấy. Thế dầu gội nữa là ok đúng không? Thế đâu bác nhỉ, có cái gì nữa đâu nhỉ? Trứng thì không mua, trứng để lâu nó hỏng. Tại vì cũng ít ở nhà ấy. Mua cá à? Mua cá à? Không mua được. Cá suối thật mà. Cá suối à? Ừ. Cá này nó rẻ. Không ăn cá đâu. À, không ăn cá. Có tiền mua đi về. Bác tính xem là hết bao nhiêu tiền. Yeah. Vâng. Sóc thành. Bác có biết chữ không? Không biết đâu. Có sao bác tính nhanh thế? Thế trẻ con thanh niên bây giờ thanh niên bây giờ không bằng bác này được. Bác này không biết chữ nhưng mà tính toán nhanh lắm. Không cần dùng máy tính luôn nhỉ? Ờ, tính thì khoản được khoản. À. 260.000 đó. Của cháu hết bao tiền? 200 mấy? 266.000 à? Ừ. Hai trăm, ba trăm, rồi. Đùa nhỉ Quân nhỉ? Ừ. Còn cái tiền nói cái gì không Quân? Ừ. Lấy tiền thôi. Còn là 4.000 nữa nhỉ? 4.000 nữa thì. Đây, lấy BB này, 4 gói. Rồi. Sửa mấy phát nữa. Rồi. Rồi. Chờ. Chờ. Nè. Bác tưởng đưa nhờ. Cho chú ăn với. Ăn với. Nhá. Thôi. Bác ơi, sửa lúc nào xong lúc nào vào cháu nhá. Những cái đồ như là chuối thì mua ủng hộ cho bà ngoại của Quân. Đấy, bà ngoại của Quân bảo là hôm nào anh em mình ở nhà bà ngoại bắt một con gà về đây để nấu cho Quân ăn ấy.
Nhưng mà Quân cũng thương bà ngoại đúng không? Dạ. Tí nữa cái này để ở dưới bàn thờ đi, để cho ông bà. Đấy. Anh em mình bê cái này vào trong trước. Em mở cửa đi. Dạ. Mở cửa ấy các bác. Đấy, còn cái vườn dứa các bác nó hơi bị vàng ấy dạo này ấy các bác. Thì tới này phải bón phân vào các bác ạ. Đấy. Bón phân vào. Vừa nãy em mua bật lửa đúng không? Dạ. Tí nhặt mấy cái rác này anh em mình ra kia đốt đi. Dạ. Đấy, thịt thì hôm nọ thịt vẫn còn đúng không? Dạ. Đấy, cái này là nặng 50 cân cơ các bác ạ. Bao này. À, thiếu một cái thùng nữa nhỉ. Thùng để gạo ấy. À, một cái điểm lưu ý nữa. Lấy cái đồng hồ cái xuống em. Bao giờ nó chạy mới treo? Các bác bình luận nhiều quá bảo là đồng hồ không chạy thì không được treo lên nhà. Thế để trong phòng này. Ờ. Đấy. Tại vì là hôm nọ cháu lấy xuống rồi. Em Quân em mới không biết em ấy, cho lên các bác ạ. Vẫn còn nữa không anh? Có. Giờ thì Quân cũng không phải là ở nhà suốt, thỉnh thoảng mới về nhà thì về nhà là có cái ăn, cái uống các bác ạ. Bàn thờ này để được nhiều đồ không? Sợ nó sập xuống rồi. Không biết được. Là chuối này để đây, bao giờ nó chín thì ăn. Đấy, để dưới bàn thờ này luôn các bác này. Bàn thờ này hơi cao nhỉ? Đứng mà không với thì sẽ không đứng đến. Cái này mình mang để dưới tủ. Ồ, cái bát này, đây toàn con giòi này. Thế đi lên trên kia đổ đi. Bố ạ. Chưa bố em về à? Ừ. Toàn đồ cái gì. Mang đi rửa đi. Mang lên trên kia trời đang nắng còn nước nữa. Những cái đồ này này, để trong nhà hôi hết rồi. Bố về ăn đi xong chả rửa. Đây có mấy cái bát, cái nồi mang đi đổ hết em. Cả cái bát trên chậu toàn con giòi ấy. Bây giờ thì bếp có, nồi điện, cơm điện các thứ có đầy đủ rồi các bác. Gọi là em ấy thỉnh thoảng về thì sẽ ngủ ở nhà thôi. Nọ bố Quân về nhưng ngủ đây sao ấy. Bây giờ lại đi xuống kia rồi không ở đây đâu các bác. Bố của em Quân thì cũng lúc nào về thỉnh thoảng lên trên này ngủ 1-2 hôm thôi. Sau đó lại xuống nhà của vợ hai ấy. Mẹ kế của em Quân bây giờ ấy, ở dưới kia các bác. Túi này cho em Quân đeo điện thoại vào. Túi này túi bên Mỹ các bác gửi cho đấy. Túi xịn đấy các bác. Đấy, bây giờ có điện thoại đeo vào cho vào túi này để em. Này cô Nguyệt và cái gì, chị gì nhỉ? Ở bên Mỹ gửi cho đấy. Đấy. Đây túi xịn. Bên cạnh này em biết để làm gì không? Để nước này. Dạ. Thắt nút vào.
Đấy, túi đeo cho vào điện thoại không bị vỡ. Đấy, bây giờ mang cái bật lửa đi đốt rác ngoài kia đi, mình gần đường ấy, cho sạch sẽ. Lấy cái chổi đi quét qua nữa các bác. Đấy, bây giờ mang mang đi đốt đi. Cái chổi đi đâu hết rồi. Đúng một cái để cây. Giờ về nhà rửa đi. Chậm rãi rồi các bác. Ngày trước thì em Quân có cái biểu hiện lạ ấy, là em ấy nhiều lúc nửa đêm em ấy đang ngủ ở nhà các bác ạ, thì có các bạn đến chơi, thế là lúc đấy là em đang ngủ thì tự dưng là cầm dao chạy ra ngoài đường, thế là lúc đấy em không biết cái gì cả. Thì sau một khoảng thời gian thì em đi ở cùng cháu thì bây giờ em cũng không có những cái biểu hiện đấy rồi các bác. Đấy, cũng hết những cái biểu hiện đấy. Và ngày trước thì các bác cũng có nghi bảo với cháu rằng là sợ em ấy bị làm sao, thì có bảo với cháu là đưa đi xuống khám, thì cháu cũng đã đưa em Quân đi xuống Hà Nội khám các bác ạ. Thì đi xuống kia khám thì cũng không bị làm sao cả. Em ấy bị viêm gì polim gì các bác ở trong họng ấy, như kiểu viêm ạ, viêm họng hạt đấy các bác ạ. Bị cả viêm amidan nữa. Đấy. Chắc là trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng một phần là do tâm lý các bác, không được nhiều cái là cũng buồn ấy, ở nhà một mình, sau đó là một mình nữa, đi làm thì cũng bị người ta lừa. Bây giờ em ấy về thì em cũng đi làm với cháu, cũng mua được cho em Quân em ấy một chiếc điện thoại rồi các bác. Bây giờ có điện thoại để dùng này, và đi làm đến cuối tháng này lại được tiền nữa. Đấy, gọi là cái động lực để cho em ấy đi làm sau này. Em ấy làm với cháu thì lương thì cũng không giả được quá cao đâu các bác, gọi là đủ em ấy trang trải thôi, mua đồ này đồ kia. Và đến cuối năm thì em ấy có tiền về nhà để sắm sửa, mua đồ về nhà, hoặc là sắm đồ cho bản thân của mình. Đấy, ở gần đường thì mình phải giữ vệ sinh. Ông bà chủ đất vừa gọi cho anh ấy, Quân ạ. Ông bảo, cháu à, ui, xem cháu có cách nào giúp được ông không, ông sắp chết rồi. Ông bây giờ được 2-3 tuần nay không ăn được cơm rồi, gầy hết rồi. À, ông đi bệnh viện á? À, ông bảo gầy hết rồi, không ăn được cơm, ông bị đau bụng, tiêu chảy, uống thuốc không khỏi. Đấy, ông bà chủ đất đấy các bác, hình như đợt này cũng bị đau bụng lâu lắm rồi ấy, không khỏi được. Đấy, bệnh của ông thì cũng khá là nặng hay sao rồi. Nói chung là ông nội còn sống là đi bắt cá suốt,
Ngày xưa còn cá nhiều nữa các bác, đi thả lưới bắt cá. Ông nội của em là hay quan trà nhỉ? Vâng. Ông nội có bao giờ bắt được cá đi bán? Ông bán chưa, bán nhiều là chưa. À. Đấy các bác ạ, ngày hôm nay thì cháu mua đồ lên cho em Quân thì cũng vừa nãy mua ở bên kia là hết 266.000. Đấy, và mua sáng nay mua 1 cân thịt là hết 300.000. À đâu, mua 2 cân thịt. 2 cân thịt là 3 chỉ. Lần trên này thì đã bán 150.000 rồi các bác. Đấy, lần đen 2 cân để hết 300.000 rồi. Thì vừa nãy chia cho bà ngoại của em Quân 1/2. Quân bảo là chia cho bà ngoại nhiều hơn, tại vì nhà Quân thì vẫn còn thịt ấy. Thì cháu mua hết thịt là hết 300.000. Còn mua gạo này là 50 cân, 1 cân là hết 18.000, 50 cân là hết 900.000 các bác. 900.000. Thì nữa chi tiêu đi bao nhiêu thì cháu sẽ để ở cái phần đầu của video. Và đây thì cháu trích tiền quỹ của cô Vũ Thị Nga gửi về cho cháu cầm hộ em Quân, trích ra để cho em Quân. Đấy thì cô bảo với cháu là Quân cần cái gì thì trích ra. Đấy thì bây giờ sẽ đưa cho em là 200.000 để em ấy nạp thẻ điện thoại nhé. Đấy, đây để đăng ký mạng nhé. Đấy, chi tiêu bao nhiêu thì sẽ ghi vào vào sổ. Đây là phần quà của bác Vũ Thị Nga. Con cảm ơn bác Vũ Thị Nga rất là nhiều, bác đã luôn luôn quan tâm và yêu thương đến con. Con chúc bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình ạ. Đấy, hôm qua là cô Vũ Thị Nga, bác Vũ Thị Nga có gửi ảnh tay bác ở bên nước ngoài, là bác cũng đi nhặt vỏ lon ấy, đi nhặt ve chai ở ngoài kia mang đi bán. Đấy, mới có tiền gửi về cho anh em mình đi làm chương trình thiện nguyện ấy. Nên là từ giờ trở đi em thì cố gắng là đi theo anh, nghe lời các ông các bà, các bác Mạnh Thường Quân, và đừng làm cho bác thất vọng nữa. Từ trước giờ em làm rất là nhiều thứ mà nếu mà người khác thì chắc là các bác cũng bỏ em rồi, nhưng mà cô Vũ Thị Nga là không bao giờ cô ấy trách móc em một câu nào cả, mới cả không bao giờ cô ấy bảo là từ giờ sẽ không giúp em nữa. Đấy, có thể là trong tương lai thì cô sẽ tiếp tục đồng hành với em, và nếu như sau này em muốn đi học nghề hay làm cái gì đấy thì cô sẽ tài trợ cho em. Chẳng hạn là muốn đi học nghề thì mất tiền thì cô sẽ tài trợ cái tiền để em đi học nghề, hoặc là ra nghề mà em muốn mở một cái cửa hàng gì đấy thì nếu mà cô mà có điều kiện kinh tế, có sức khỏe tốt mà cô kiếm được tiền thì có thể là cô sẽ đầu tư cho em chẳng hạn, đúng không? Đấy, nhưng mà mình cố gắng đừng có làm để cô thất vọng. Chắc chắn sau này thì ai cũng phải nghĩ đến cái tương lai của mình thôi. Anh em thế, sau này em lớn rồi, em có gia đình, có vợ con rồi, em cũng không thể đi theo anh mãi được. Em cũng phải tự lập, phải tự kiếm bản thân, tự kiếm tiền. Bây giờ nhà cửa thì em có ổn định, đất đai em có thì em chỉ việc gọi là kiếm tiền để mình lo cho con cái tương lai sau này các con thôi. Đấy. Nên là ngày hôm nay thì cháu cũng trích tiền ra để mua những cái đồ nhu yếu phẩm về ở nhà của em Quân. Cháu cũng thay mặt cho em Quân xin gửi lời cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga ở bên Úc. Con chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Còn một khoản kinh phí của em Quân nữa là cô Khanh Nguyễn cũng ở bên Mỹ. Cô thì cũng là người quan tâm và đồng hành với em Quân từ cái khoảng thời gian đầu đến bây giờ. Xảy ra rất nhiều vấn đề nhưng mà cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ em Quân. Ngoài cô Khanh Nguyễn với cả cô Vũ Thị Nga ra thì còn rất nhiều ông bà, cô bác đang xem video, đang quan tâm đến em Quân và luôn luôn là đồng hành ủng hộ em Quân. Nên là cháu cũng thay mặt cho em Quân xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác ông bà đã luôn luôn yêu quý em Quân cũng như là đồng hành cùng với cả anh em cháu các bác ạ. Đấy thì phần quà của cô Khanh Nguyễn ấy, thì là ngày trước anh cũng mua cho Quân là 2 bộ quần áo. Đấy, đầu tiên nhất là chị ở đây mua là hết 540.000. Hôm thứ hai nữa thì anh đi mua cho em một cái áo khoác với cả một quần bò là hết 550.000, thì hết 1.090.000. Đấy,
còn chi tiêu như nào thì cháu sẽ ghi vào sổ, còn phần quỹ của em Quân thì cháu sẽ đợi một hôm cháu sẽ tính tổng xem là hiện tại là còn bao nhiêu đấy, cái tiền quỹ là còn bao nhiêu, cái tiền phần cô Vũ Thị Nga gửi cho em Quân để đi học là còn bao nhiêu, và cũng thông báo với Quân là cái số tiền mà ngày trước cô gửi cho em đi học ấy là 108 triệu, em lấy tiền học là 3 tháng rồi đúng không, đấy thì còn lại là bao nhiêu thì cô ngày trước cô bảo rút lại đấy, nhưng mà cô bảo là cô nói thế thôi để cho anh giữ thôi, nếu mà trong cái khoảng thời gian đấy em không về thì khả năng là cô sẽ chuyển cho hoàn cảnh khác, nhưng bây giờ em cũng về để đồng hành với anh thì có thể là sẽ cho anh giữ để cầm để một hoặc hai năm nữa em lớn hơn một chút em học nghề thì sẽ sử dụng cái số tiền đấy để cho em học nghề nhá. Thì cô gọi là vẫn cho em thôi. Còn thưa cô bác, là thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi, bây giờ cho cháu kết thúc video ở đây, tí nữa anh em cháu sẽ nấu cơm các bác ạ. Cảm ơn các bác cô chú anh chị đang theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Con chào các bà.